Xem tử vi tuổi Quý Dậu năm 2024 nam mạng. Xem vận hạn sao chiếu mạng, sức khỏe, gia đạo và tài lộc của tuổi Quý Dậu nam mạng cùng với tử vi Việt Nam. Dưới đây là phần luận giải chi tiết cho những thay đổi về cuộc sống năm tới của người nam mạng tuổi Quý Dậu. Về tổng quan, tuổi Quý Dậu là lâu túc kê, tức là gà nhà gác, là Dậu gặp năm Thìn là nhị hợp. Về âm mạng, tuổi Âm là 32 tuổi, sinh từ ngày 23 tháng 1 năm 1993 đến ngày 9 tháng 2 năm 1994. Về ngũ hành bản mệnh là kiếm phòng kim, kiếm bằng vàng, gặp năm hành hỏa là khắc nhập là xấu. Về cung phi là đoài hành kim, gặp năm chấn hành mộc, chủ về khí tuyệt mệnh. Về thiên can là quý hành thủy, gặp năm giáp hành mộc là bình hòa. Về sao chiếu mệnh là sao thái dương hỏa tinh. Về vận hạn, gặp hạn toán tận hoàng ốc. Về vận niên là xà hãm tỉnh, tức là rắn bị nhốt là xấu. Về tướng xương và tướng tinh là xương con gà và tướng tình con đời ươi. Xem tử vi tuổi Quý Dậu năm 2024 nam mạng chi tiết. Theo ngũ hành, luận giải tuổi Quý Dậu năm 2024 nam mạng cho hay bản mệnh kim gặp năm giáp thìn 2024, ngũ hành là hỏa, có quan hệ khắc nhập là xấu. Trong năm giáp thìn, người tuổi này có sức khỏe cũng như công việc đều không được thuận lợi, bản thân dễ đau ốm, điều này ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe cũng như công việc của chủ mệnh. Công việc có thể phải đối diện với không ít bất lợi, khó khăn và đầu tư dễ bị thua lỗ. Tình cảm của thành viên gia đạo trong năm 2024 cũng không được tốt, nảy sinh chuyện mâu thuẫn, đặc biệt là vào tháng 8 âm lịch, chú ý tiền bạc và tình cảm trong nhà. Theo thiên can tuổi là quý, có ngũ hành thuộc thủy, gặp năm giáp thìn, có thiên can là giáp, ngũ hành mộc, thể hiện về mối quan hệ bình hòa. Tuổi Quý Dậu 2024 nam mạng cho hay, người thiên can là quý, nếu có mưu cầu về công việc sẽ không được tốt. Bản thân có tài lộc tới, nhưng tiền bạc cũng chỉ ở mức bình thường. Có tiền bạc nhưng không có dư giả, có cơ hội kiếm được tiền bạc nhưng không được hành thông. Về sức khỏe của người tuổi này, chủ về không được tốt. Bản mệnh trong năm dễ bị đau ốm hoặc là bệnh tật lâu khỏi. Theo địa chi, năm 2024 là một năm rất tốt đối với nam mạng tuổi Quý Dậu. Địa chi Dậu gặp năm Thìn thuộc vào mối quan hệ nhị hợp, chủ về sự hòa hợp, may mắn và thuận lợi. Điều này có nghĩa là người tuổi này sẽ có sự mở mang và thêm mới về kinh doanh làm ăn. Ra ngoài, họ sẽ nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, có thể chính là người thân, bạn bè hoặc là đồng nghiệp. Mọi việc tiến hành thuận thành, sớm đạt được kết quả như ý. Ngũ hành của địa chi tuổi này tương sinh trong ngũ hành địa chi của năm 2024 nên thể hiện ý nghĩa rất tốt, xuất hành kinh doanh làm ăn cũng như có sự đầu tư. Theo cung phi, người tuổi này về cung phi là đoài hành kim, gặp cung phi của năm 2024 giáp thìn là chấn ngũ hành mộc, chủ về khí tuyệt mệnh. Khí xấu này có thể khiến sức khỏe của chủ mệnh bị ảnh hưởng, công việc dễ dây dưa, không thuận lợi đạt kết quả như ý muốn. Vợ chồng chú ý về tình cảm, về mối quan hệ ngũ hành cung đoài với ngũ hành cung chấn của năm là xung khắc. Vì thế, bất lợi liên quan đến tiền bạc đưa tới, làm ăn mở mang không thuận lợi. Kết luận, dựa trên phân tích ngũ hành âm dương và sao xung quanh trong năm giáp thìn, có thể thấy rằng tuổi Quý Dậu sẽ có một năm khá tốt về mặt công việc, ảnh hưởng nhiều may mắn và thành công nhờ sự giúp đỡ của quý nhân. Về tài chính, tình hình sẽ cải thiện hơn so với năm trước đây. Tuy nhiên, về mặt gia đình thì không có nhiều biến động, tình hình bình thường. Trong đó, sức khỏe là vấn đề cần phải đặc biệt chú ý, bởi có nguy cơ mắc bệnh cần phải giữ gìn sức khỏe cẩn thận. Về sao chiếu mệnh, sao thái dương hỏa tinh. Thái dương rực nắng mặt trời, tháng 6 vận tới tuổi đời giàu sang, tháng 10 gia đạo rộn ràng, công danh chói lọi ngập tràn ước mơ. Trong năm 2024,
Người tuổi Quý Dậu nam mạng sẽ có một năm tốt đẹp. Sao Thái Dương là một phước tinh, có thể đem lại nhiều điều tốt lành cho công danh, cuộc sống thuận hòa như ý. Công việc làm ăn gặp nhiều may mắn, thăng quan tiến chức, buôn bán được lợi. Tháng đạt kết quả trong năm này là tháng 6 và tháng 10 âm lịch. Về sao Hạn, Hạn toán tận đại hạn. Toán tận hạn đến thình lình, đàn ông rất kỵ bỏ mình nhiều khi. Toán tận họa gởi tai bay, văn thư khẩu thiệt tổn tải ốm đau. Tuổi Quý Dậu năm 2024 nam mạng gặp hạn toán tận, chủ về hao tán tiền bạc, bản mệnh cần phải chú ý chi tiêu hợp lý, tránh những khoản chi tiêu không cần thiết. Ngoài ra, bản mệnh cũng cần phải chú ý đến sức khỏe, tránh ốm đau bệnh tật. Khi đi lại, cần phải cẩn thận, tránh tai nạn. Trong năm này, bản mệnh cũng không nên khai thác lâm sản vì dễ gặp nhiều bất lợi. Về hạn tuổi, nam mạng tuổi Quý Dậu năm 2024 phạm phải hoàng ốc. Về vận niên là xà hãm tỉnh, tức là rắn bị nhốt, là xấu. Vận niên xà hãm tỉnh tượng trưng cho hình ảnh của rắn đang bị nhốt dưới đáy giếng. Theo tuổi Quý Dậu 1993 năm 2024 nam mạng, việc đi lại trong năm cần phải lưu tâm, đồng thời không nên đi cùng với những người có hạn tương tự như mình. Công việc thì cần phải kiên nhẫn mới nên, còn vội vàng thì khó được như ý. Công danh của bản thân giữ như cũ sẽ tốt hơn là đổi mới. Nếu đổi mới hay thay đổi thì cũng không tốt. Công danh nên duy trì và không có hướng mới, tốt nhất là dựa vào quý nhân giúp đỡ. Tình duyên cơ bản là bình thường. Về tứ trụ là thiên hòa, địa hòa. Chủ về công việc làm ăn sẽ không có nhiều biến động. Tuy nhiên, nếu gặp khó khăn, sẽ được giúp đỡ bởi quý nhân. Ngoài ra, tiền bạc sẽ có xu hướng tiêu phai nhiều hơn, cần phải chú ý đến thị phi liên quan đến tiền bạc. Kết luận lại, trên đây là những dự đoán về tử vi tuổi Quý Dậu năm 2024 nam mạng. Tất nhiên, đây cũng chỉ là thông tin chung, không phải là định mệnh tuyệt đối. Điều quan trọng là chúng ta cần luôn nỗ lực, cố gắng và tự tin đối mặt với những thách thức của cuộc sống. Vận may sẽ đến với những ai biết tận dụng cơ hội và luôn giữ vững niềm tin vào bản thân. Chúc nam mạng tuổi Quý Dậu sẽ có một năm 2024 đầy niềm vui, hạnh phúc và thành công. Tử vi Việt Nam hy vọng nội dung này giúp quý bác có thể chuẩn bị cho mình một cuộc sống chất lượng và an nhiên tự tại hơn. Nếu quý bác muốn xem tử vi chi tiết cho người thân, có thể để lại lời nhắn phía dưới cho Tử vi Việt Nam nhé.